nha. Hôm nay mình đang ở trại của anh Thái ở Chợ Lách, Bến Tre. Thì đường đi vô bắt vịt tí hơi khó khăn xíu. Mình sẽ hồi vận chuyển bằng xe máy vô. Mình sẽ dẫn mọi người vô cái trại này. Thì mấy anh em đang bắt vịt mái. Bắt vịt mái trước, bầy này 1.000 con. Hôm nay mới có 70 mấy ngày à. Thì vịt trống chưa có đủ lông. Nên là mình sẽ bắt mái trước, mình sẽ quay cho mọi người xem cái trại của Thái. Thì nó hơi sình nha. Miền Tây mà, đa phần là đất vườn. Ở đây là chỗ để thức ăn. Thì chỗ để thức ăn thì mọi người lưu ý là phải che mưa tạt nha. Nó sẽ tránh cái sự bị ẩm mốc. Đây là cái đường ra trại. Miền Tây nó mưa, mùa mưa bắt vịt rất là cực luôn, cực lắm. Ở đây là cái trại của ảnh kìa. Ở ngoài sau nhà. Cái mà còn chăn nuôi mình cũng phải lưu ý là cái chỗ nuôi vịt của mình nghiên cứu làm sao cái chỗ vận cái trại này là làm ao nha. Ao, làm cái sàn trên ao. Đó, mình sẽ dẫn mọi người qua đây xem cái chỗ bãi thả rồi. Đó, dơ quá. Mùa mưa mà nãy mình cũng có nói anh Thái là chắc mốt là phải bơm cát lên, làm đê hai bên bơm cát lên mới được. Bầy này bầy đầu tiên nên là đất còn mới, bầy vịt nuôi rất là đạt, 1.000 con ha, đẹp lắm. Thì nhưng mà cái mọi người thấy là ở miền Tây vất vả, nuôi vất vả quá. Cái khâu vận chuyển xe không thể nào mà vô tới trại được, mình mỗi lần bắt rất là cực. Bây giờ là mình cũng chưa biết là phải xử lý cái số vịt này mình bắt vận chuyển sao nữa. Thấy cái đường ra vô cực, bởi anh chị mà mua vịt thịt của mình đó, thấy được cái mấy anh em đi bắt đò cực lắm chứ không phải đơn giản đâu. Mấy anh chị ở tại chỗ thì được bên mình cung cấp đến nơi đến chốn, thì dịch đã lựa chọn sẵn nên là cái lợi thế của anh chị khỏe hơn rất là nhiều so với bên cơ sở. Tại vì bên cơ sở phải đi lo đầu ra cho bà con chăn nuôi nên là phải lao vô vườn như thế này. Mình cung cấp được những cái hàng hóa chất lượng thì cũng phải trải qua một cái quá trình gọi là nó thẳng là gian nan chứ không phải dễ đơn giản. Nên là mấy anh chị cũng thương anh em mà ủng hộ cơ sở, thương bà con chăn nuôi để mà lo đầu ra cho bà con được tốt nhất. Thì cũng cơ sở cũng gửi lời cảm ơn anh chị đã ủng hộ, tại vì nhờ có anh chị mà bà con chăn nuôi mới có thể giải quyết được cái lượng đầu ra lớn như thế này. Thì về cái chất lượng vịt thì còn hồi mình dí chỗ đó khô á. Thì chỗ này em dọn chỗ này nè. Cái khoảng tuần lễ nữa bắt trống rồi nghiên cứu cái chỗ ra vô thôi. Rồi khô hổm là mấy cái vùng này là không có nè. Bữa thứ sáu. Mà cái chỗ đó đất bị trũng á. Đất bị trũng. Cái này là cái lần giữa em mới đắp đất. Bây giờ nay bắt vịt mái có tiền đúng không? Có tiền xin. Ngày mai xin 2-3 xe cát đó. Không, em lắp hết luôn đó. Là em be con lươn hai bên như nè. Không, ý nói rằng mình mai chiều mình xử lý bắt trống nè. Tuần nữa phải không? Thì khoảng tuần 10 bữa nữa bắt trống á. Mình xin 2-3 xe cát đỡ đó đi, mai chiều mình lùa nó ra. Hiểu không? Dạ. Chứ anh em mà kiểu chỉ gì em đắp đất không thể lên nên là khoảng chừng 3 ngày là nó khô à. Tại vì đó nó trũng á. Em đắp cao cái là nước nó không có ứ nữa là khô à. Ấy mình lấy cát luôn, tại sau này mình lấy cát luôn mà đất sợ mưa nó sình nữa. Tại vì cát bây giờ là các bơm dưới sông á mà khó quá, mỗi lần kêu nó bơm là giờ nó chờ. À hơi khó á. Đúng rồi, anh tính xin em hè
một hai ba xe cát xây dựng gì đó để cho lắp cho đó cho nó sạch cái mai chiều bắt cái trống cho nó khỏe hơn. Rồi trước sau mình cũng phải bơm cát thôi, nhưng mà cái đó bày sao còn mà chủ yếu mình giải quyết cái chỗ trũng đó là mai chiều mình lùa ra bắt cho nó khỏe xình quá đi ra nó cực. Thấy không, gian neo nuôi vịt đâu có dễ đâu, nó không phải là không dễ dễ hay khó mà nó cực cực cái nếu mình không đầu tư nha. Chứ còn nếu mình đầu tư chuồng trại ổn định rồi á, là mình nuôi khỏe khỏe dữ lắm, còn như vậy nó cực cực cho người nuôi mà cực cho mấy anh em đi bắt đồ luôn. Nhiều cái đúng là không lường trước được. Bởi vậy nói lúc trước là cỏ mà em quay em gửi cho anh á là nó giống như ở đây Phước Tự Đẳng vậy đó, nó cao vậy đó, mà em lùa ra không tới một tháng nữa là coi như là banh chành hết luôn, nó ăn cỏ ha lẹ lắm. Bởi vậy nó bị lầy á, mưa xuống nó bị lầy. Phải anh tư vấn mấy cái trại là cái sân chơi á là cái nền cát là sạch nhất, sạch mình nuôi lâu dài mà đâu phải ngày bữa đâu, chịu khó mày đầu tiên thì thôi gán mà nó đúng dịch đẹp nay qua là dịch quá ok luôn, con nào nấy phì. Cố gắng bây giờ biết sao vậy, không phải này cũng phải lên nha, tại vì thật sự nó cực cực thiệt. Mình đang tư vấn cho làm cho nó hiệu quả hơn. Mấy cái này xưa mình đâu có trồng gì hả? Lúc trước giúp chôm anh ơi. Chôm rồi em đốn rồi em chuyển sang bông giấy với lại chanh. Mà không nào hiệu quả hả? Không phải. Hay sao? Chuột phá quá à. Trắng dù như cái bông giấy vậy đó là cái củ nó dữ lắm anh để ơi. Là chuột cắn ngang là gãy ngang hết. Trời ơi chưa kỳ vậy. Thì bởi vậy. Ủa chuột mà nó cũng ăn cây nữa hả? Bởi vậy em nói này không nhum là cũng heo. Trời ơi cũng nhum mê lắm à. Tôi là đâu dễ bắt nó đâu. Trời ơi nó làm hết. Nghề dữ vậy đó. Thì giờ mình phải chuyển bội ra. Không gà đó anh Đồng. Cái đó vật chiếm hiếm lắm á. Chuyển chuyển bội ra vô ra tới đây để bắt. Tại vì cái chỗ trong kia nó sình quá, không có lùa ra bên trước như nãy được nữa, sình quá. Bầy này theo em nhắm lại nhiêu thái? 40 triệu. Ước lượng thử anh, anh trả liền luôn, khỏi cân. Được anh coi chơi mão em luôn. Hôm nay là cầm vịt lên giống như vô tay con gà vậy đó, chứ không có đưa vào lên cân thử coi cái trọng lượng nó là vịt máy là có đạt hay không. Chứ anh thấy là quá đạt rồi. Cái này bình quân máy khoảng 2.2 tới 2.3. Ủa sao không lụa cái này hết qua đi rồi bắt phản ngược nó qua. Thôi lo bắt này trước đi, đám đông này trước đi, hồi tính sao nào còn lại tính sao. Lo xử lý cho lẹ đi, trễ rồi mình còn đi giao đồ nữa. Tối nay mấy anh em còn đi Cao Lãnh nữa, xa lắm. Ít thôi. Bắt xong lùi vô tiếp. Ngay góc cầu nè. Thôi lo ấy đó, xử lý xong cái bài cái này đi, hồi tính tiếp. Đó, bắt đồ rồi cũng phải người ý, ba bốn ý rồi phải chọn ra một ý. Nhiều khi quần quần hết cả buổi chiều. Giải quyết nhanh gọn lẹ đi, hồi tính sao đó. Mình thì lâu lâu đi làm video phụ anh em vậy nè. Chứ ở nhà xử lý công việc không cũng mệt. Không có thời gian đi với anh em nhiều. Đúng rồi, nó tầm khoảng 1.5 tháng mình mới phân biệt được chống máy. Mà thường là bên anh giao tỷ lệ tự nhiên, không có can thiệp nên là nó thường là nửa này nửa kia. Mày nào cũng vậy á. Rồi, rút về bản luôn.